Canada đã bắt đầu siết chặt quy định liên quan đến du học sinh. Chắc hẳn dạo gần đây thì các bạn đã nghe được rất nhiều những thông tin về việc du học Canada đang bắt đầu mở cửa trở lại cho những du học sinh các nước, đúng không nào? Tuy nhiên, đến tháng 12 này thì những chính sách này sẽ bị thay đổi vì Canada đang bắt đầu những quy định mới cho những du học sinh. Liệu thì có ảnh hưởng gì đến việc chúng ta đi du học nữa hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kể từ tháng 12 thì chính phủ Canada đã đưa ra các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ cho du học sinh quốc tế và cải thiện chất lượng giáo dục. Động thái này thì công bố bởi Bộ trưởng Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, Max Miller. Vào cuối tháng 10, một phần quan trọng trong nỗ lực chung để chống lại nạn lừa đảo giáo dục và tối ưu hóa cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho sinh viên. Có 3 biện pháp mới đáng chú ý mà chúng ta có thể kể đến ở Canada, quốc gia được biết đến với hệ thống giáo dục chất lượng cao, giờ đây yêu cầu tổ chức giáo dục được chỉ định, DLI, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới. Có 3 biện pháp mới đáng chú ý mà chúng ta có thể kể đến như sau. Thứ nhất, chính là xác minh giấy mời nhập học. Từ đầu tháng 12, mọi thư mời nhập học phải được các DLI xác nhận trực tiếp với IRCC thông qua cổng thông tin điện tử mới. Điều này đảm bảo tính chính xác, xác thực của các ứng viên và hạn chế tình trạng lừa đảo. Thứ hai, khuôn khổ mới cho DLI. Các DLI sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn cao hơn về dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và kết quả đầu ra. Những trường hợp đạt tiêu chuẩn trong khuôn khổ này sẽ được nhận ưu đãi từ IRCC, bao gồm cả quyền ưu tiên xử lý giấy phép du học. Thứ ba, cải cách giấy phép làm sau khi tốt nghiệp. IRCC cũng đặt ra mục tiêu đánh giá và cải cách giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực và giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực. Các cái biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ du học sinh khỏi những rủi ro mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập tại Canada. Thì cái Bộ trưởng Mark Miller khẳng định rằng mục tiêu của họ là cung cấp một môi trường học tập lý tưởng bất kể du học sinh quyết định ở lại, làm việc sau khi tốt nghiệp hay là trở về nước. Canada thì không phải là một quốc gia duy nhất siết chặt quy định giáo dục. Úc cũng đã thực hiện những thay đổi tương tự, từ việc tăng cường yêu cầu chứng minh tài chính đến việc loại bỏ hình thức học song song và thị thực COVID-19. Những biện pháp này nhằm chấm dứt tình trạng lợi dụng chương trình du học để làm việc toàn thời gian, đồng thời yêu cầu các trường phải có quy trình tuyển sinh minh bạch. Giáo dục quốc tế không chỉ là một ngành công nghiệp lớn tại Canada và với doanh thu hàng năm vượt qua 22 tỷ ca, mà còn nguồn tạo ra hơn 200.000 việc làm. Dự kiến thì Canada sẽ tiếp nhận khoảng 900.000 sinh viên quốc tế vào năm 2023, với Việt Nam là một trong 15 quốc gia hàng đầu về số lượng du học sinh tại đây. Qua những biện pháp mới này, Canada thì không chỉ khẳng định vị thế của mình trong giáo dục quốc tế mà còn thể hiện cam kết vững chắc trong việc cung cấp một môi trường học tập an toàn, chất lượng cao cho sinh viên quốc tế. Và các cải cách này thì không chỉ là một bước tiến cho ngành giáo dục Canada mà còn là một minh chứng cho sự phát triển và tiến bộ của chính sách giáo dục toàn cầu. Vấn đề siết chặt quy định đối với du học sinh tại Canada là một động thái tích cực và cần thiết, phản ánh cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc bảo vệ quyền lợi và cải thiện chất lượng giáo dục cho sinh viên quốc tế. Các biện pháp mới này, từ việc tăng cường xác minh thư mời nhập học đến cải cách giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, không chỉ giúp chống lại nạn lừa đảo mà còn nâng cao chuẩn mực cũng như là uy tín của các tổ chức giáo dục tại Canada. Điều này thì không chỉ thể hiện trách nhiệm của Canada đối với cuộc sống cộng đồng quốc tế mà còn góp phần tạo ra một môi trường học thuật an toàn, bình đẳng, chất lượng cho tất cả sinh viên. Sự thay đổi này cũng cho thấy sự linh hoạt và quyết đoán của Canada trong việc điều chỉnh chính sách giáo dục để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như là đa dạng văn hóa. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng để lại những suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé! Nếu như thấy video này hay, hãy like và share video đến nhiều người bạn của mình hơn. Cũng đừng quên nhấn nút chuông phía dưới đăng ký kênh của Đào Quang Trung để nhận về thông báo video mới nhất mỗi ngày. Đào Quang Trung xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.